cảnh sát đang đo nồng độ rượu, thì gặp một đôi nam nữ lái xe. Bộ dạng của người đàn ông vô cùng kỳ lạ. Chiếc nhẫn trên tay anh ta phát sáng, ánh mắt đỏ rực, cùng với những chiếc vảy lúc ẩn lúc hiện trên mặt, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường. Vị cảnh sát bảo anh ta thổi khí, nhưng anh ta lại đạp ga, kéo lê cảnh sát một đoạn dài mấy trăm mét. Trên mặt người phụ nữ cũng xuất hiện biểu cảm không khác gì ác ma. Cảnh sát bị thương nghiêm trọng, ông được đưa vào phòng bệnh nặng. Dòng hô ô nhìn thấy người bố bị bệnh, cậu bé buồn khóc nức nở. Thế nên cậu đến nhà thờ, cầu nguyện thượng đế cứu bố mình. Cha xứ nói với cậu, chỉ cần nghiêm túc cầu nguyện, Chúa nhất định sẽ nghe thấy. Hóa ra, mẹ của Dòng hô ô vì khó sinh nên mất sớm. Chỉ có hai cha con nương tựa lẫn nhau, hai người đều tin vào Thiên Chúa giáo. Tuần nào cũng đến nhà thờ cầu nguyện, nhưng bố cậu lại vẫn không thể cứu được. Từ đó Dòng hô ô không còn tin vào Chúa nữa, cậu đối với thượng đế cũng tràn đầy thù hận. Cậu cho rằng chính người đã giết bố. Trong lễ tang, Dòng hô ô dùng giá chữ thập đập vào cha xứ, sau đó mắng ông là một tên lừa người. 20 năm sau, Dòng hô ô trở thành một võ sĩ hàng đầu. Anh thường đi khắp nơi trên thế giới tham gia thi đấu. Kỷ lục cao nhất thắng 17 trận liên tiếp, đây là trận đánh thứ 18 của anh. Khi Dòng hô ô nhìn thấy lưng đối thủ có hình xăm giá chữ thập, ánh mắt anh bỗng thay đổi, trong đầu xuất hiện một âm thanh. Thần chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi. Báo thù đi. Báo thù bắt đầu. Cuộc thi bắt đầu, Dòng hô ô trở nên điên cuồng. Anh ấn đối thủ xuống đất liên tiếp đánh, sức mạnh phẫn nộ khiến anh ấy chiến thắng. Sau khi bị kéo đi, Dòng hô ô nở một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt. Trên máy bay về Hàn Quốc, anh lại nằm mơ, mơ thấy bố của mình. Trong lúc anh đuổi theo ông, lại nhìn thấy một chiếc giá chữ thập. Lúc này, trong đầu anh lại hiện lên một âm thanh, Chúa hại chết bố mi, báo thù đi. Dòng hô ô phẫn nộ cầm lấy giá chữ thập định vứt bỏ, nhưng lại không thể vứt đi được. Giá chữ thập dính chặt vào lòng bàn tay anh. Hơn nữa còn có một ngọn lửa màu trắng mọc lên, thiêu cháy tất cả. Lúc này, một luồng khói đen rời khỏi cơ thể Dòng hô ô. Dòng hô ô tỉnh lại. Anh cho rằng đây chỉ là một giấc mơ. Ai ngờ, trong lòng bàn tay anh lại có vết thương bị giá chữ thập cứa thật. Từ đó về sau, Dòng hô ô cứ đi ngủ là lại có một bóng đen muốn bò lên giường anh. Nhưng lúc này, vết thương trong lòng bàn tay lại ứa máu. Mỗi lần con quỷ nhìn thấy máu thì lại giống như nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ, rồi hoảng hốt rời đi. Dòng hô ô tỉnh lại, anh nhìn vết thương còn ứa máu của mình, vô cùng khó hiểu, lẽ nào thật sự có quỷ. Ngày hôm sau, Dòng hô ô đến bệnh viện khám, nhưng lại không tìm được nguyên nhân gì. Trợ lý thấy có lẽ là Dòng hô ô trúng tà, nên giới thiệu cho anh một bà đồng. Mắt của người này không nhìn thấy người, nhưng lại nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được, chuyên giúp mọi người xem những hiện tượng kỳ lạ. Dòng hô ô mang tâm thái đánh liều mà đến. Anh ấy đến nhà bà đồng, cô đồng mở mắt ra, nhìn thấy ở đằng sau Dòng hô ô có một đám quỷ. Nhưng bởi vì trên người anh có một luồng ánh sáng thánh, nên chúng không thể làm hại được anh. Bà đồng nói với Dòng hô ô, bởi vì trong lòng anh có ác ý, nên mới khiến quỷ bám. Chính chiếc nhẫn bố anh để lại, giúp anh ngăn cản tất cả. Sau khi nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay của Dòng hô ô, cô ấy bảo anh đến nhà thờ vào lúc rạng sáng, tìm một cha xứ. Dòng hô ô theo chỉ thị của cô ấy đi đến nhà thờ. Trên nhà thờ xuất hiện một đám quạ trực ở ngoài cửa, chúng bay về phía Dòng hô ô tấn công. Anh ấy căn bản không thể vào được. Ở trong nhà thờ, cha xứ đang dẫn dắt một người mới tiến hành nghi thức diệt quỷ. Người đàn ông ở trước mắt này đã bị quỷ nhập thân. Cha xứ hắt nước thánh vào anh ta. Người đàn ông lập tức bốc khói, đau khổ khôn cùng. Cha xứ mở mắt anh ta ra, đây là một đôi mắt máu dị thường. Sau đó ác ma vùng vẫy thoát khỏi trói buộc rồi hiện nguyên hình. Cha xứ học việc đứng một bên, chưa nhìn thấy cảnh tượng thế này bao giờ. Con quỷ lộ ra khuôn mặt thật của mình, dọa anh ấy chạy xa trăm dặm, để lại cha xứ một mình ở đây đối phó. Nhưng ông ấy một mình yếu ớt, nhanh chóng bị tấn công. Ông bị con quỷ bóp cổ. Trong lúc cha xứ sắp mất mạng, Dòng hô ô đi vào đá bay con quỷ, dựa vào kỹ thuật đánh bại hắn ta. Hóa ra lúc cha xứ mới kia đi đã dẫn theo đám quạ, Dòng hô ô mới có cơ hội đi vào. Điều khiến cha xứ kinh ngạc là lúc Dòng hô ô và con quỷ chiến đấu, tay phải của anh lại có tác dụng diệt quỷ. Cha xứ nhanh chóng cầm nước thánh đi đến hất vào con quỷ. Ông cùng Dòng hô ô tiêu diệt con quỷ bên trong người đàn ông. Sau đó, Dòng hô ô nhanh chóng hỏi chuyện vết thương. Cha xứ nói với anh, vết thương trên tay anh là dấu vết của thánh, là vết thương khi Giê-xu bị treo lên thánh giá gây nên. Tệ lệ xuất hiện cực nhỏ, chỉ ở những tín đồ có lòng tin sâu sắc. Dòng hô ô thấy lạ, bởi vì anh bây giờ đã không còn tin vào Chúa nữa rồi. Lúc này, trong đầu anh lại xuất hiện một âm thanh kỳ lạ, dụ dỗ anh giết chết cha xứ. Cha xứ thấy vậy liền bắt đầu đọc thánh kinh, âm thanh đó bỗng biến mất. Biết được Dòng hô ô bị quỷ quấn thân đã lâu, cha xứ yêu cầu đến nhà anh xem. Sau một hồi xem xét trong nhà anh, cha xứ để lại một chiếc giá chữ thập, sau đó nói với Dòng hô ô, nếu còn nghe thấy âm thanh đó thì tới tìm mình. Cha xứ về lại nhà thì gặp người học việc. Anh ấy vô cùng xấu hổ, chính thức từ chức với cha xứ. Ngành này quá kích thích, anh ấy không muốn làm tiếp nữa. Cha xứ bày tỏ mình hiểu, trên người cha xứ đầy những vết thương,
ông đã trải qua vô số lần diệt quỷ, sau lưng ông đều là vết thương do những con quỷ tạo thành. Ngày hôm sau, Dòng Hồ Ô phát hiện giá chữ thập cha xứ để lại, vốn muốn dội nước cho trôi, nhưng sau đó anh lại thấy không thích hợp. Dòng Hồ Ô đến nơi cha xứ ở, anh ấy để lại giá chữ thập rồi rời đi. Cha xứ nhận được giá chữ thập, sau đó nhận được điện thoại từ giám mục. Sau lần diệt quỷ trước, ông ấy chắc chắn rằng giám mục bóng tối đang ở Seoul. Lúc này có một chiếc xe dừng ở quán bar. Người này chính là ông chủ quán bar. Từ chiếc nhẫn trên tay anh ta có thể thấy được, anh ta chính là người gây tai nạn cho bố Dòng Hồ Ô năm đó. Điều kỳ lạ là anh ta vẫn trẻ như ngày trước. Chuyện này là thế nào đây? Hóa ra người này chính là giám mục bóng tối. Mỗi lần hiến cho ác ma một linh hồn vô tội, hắn ta sẽ lại trẻ thêm một phần, từ đó đạt được mục đích trường sinh bất não. Ở bên này, cha xứ thông qua giáo hội nhận được một nhiệm vụ diệt quỷ khác. Nhưng vì cha xứ trẻ kia đã xin nghỉ, nên ông tạm thời không tìm được người giúp đỡ. Đúng lúc ông ấy chuẩn bị xuất phát, thì Dòng Hồ Ô đến nhà. Hóa ra Dòng Hồ Ô lại mơ ác mộng. Lần này cha xứ giao cho Dòng Hồ Ô huân chương giáo hoàng tặng. Ông nói chỉ cần đặt nó ở nhà thì sẽ không gặp ác mộng nữa. Dòng Hồ Ô cảm ơn cha xứ, sau đó đưa ông ấy đi một đoạn. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cha xứ, anh ấy bỗng nhớ đến người bố ra đi ngày hôm đó, hoặc nhớ đến lời giáo huấn trong giấc mơ của bố. Dòng Hồ Ô quyết định trở thành trợ lý tạm thời của cha xứ. Người bị quỷ ám là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Cha xứ cầm lấy giá chữ thập, đọc kinh thánh trước mặt cô gái, sau đó lại dùng nhẫn bắt quỷ ấn vào trán của cô ấy. Nhưng lạ là không có phản ứng gì xảy ra. Lẽ nào họ nhầm? Vì để xác định, cha xứ cầm một bình nước thánh. Ông bảo Dòng Hồ Ô đỡ cô gái, sau đó đổ nước thánh vào miệng cô. Ngay sau đó, miệng của cô gái bỗng tỏa ra khói trắng, con quỷ hiện nguyên hình. Con quỷ này không hề tầm thường, không những có thuật đọc tâm, còn biết công kích bằng pháp thuật. Con quỷ vươn tay ra tóm cổ cha xứ. Dòng Hồ Ô lập tức đi lên giữ cô gái lại. Ai ngờ con quỷ hét lên một tiếng, ngược lại ép Dòng Hồ Ô lên trần nhà. Nó nói với anh, ta chính là hung thủ giết bố mi. Nghe thấy câu này, Dòng Hồ Ô cố hết sức chế ngự con quỷ. Anh càng dùng lực, con quỷ càng hét hét lớn. Lúc này cha xứ đã tỉnh lại. Ông ôm lấy Dòng Hồ Ô bảo anh bình tĩnh lại, họ không thể bị con quỷ dụ hoặc. Sau khi bình tĩnh lại, Dòng Hồ Ô cởi găng tay ra, ấn tay phải lên đầu của cô gái. Cô ấy kêu lớn đau khổ, lòng bàn tay Dòng Hồ Ô cũng biến thành màu hồng. Cha xứ nhanh chóng đến hất nước thánh lên, trên đầu cô gái bốc một ngọn lửa trắng. Con quỷ trong người cô cũng bị thiêu chết, cô gái vì thế liền ngất đi. Lúc này giám mục bóng tối đang nằm trên sofa, hốc mắt chảy ra dòng máu. Hóa ra con quỷ trong người cô gái là do hắn ta khống chế. Giám mục bóng tối nổi giận lôi đình, hắn ta buộc phải trừ khử cha xứ. Nghi lễ diệt quỷ làm tiêu tốn nhiều sức lực của hai người. Cha xứ và Dòng Hồ Ô vừa ăn cơm vừa uống rượu, hai người cảm thấy ngày càng hợp nhau. Cha xứ nói với Dòng Hồ Ô, nhiệm vụ của ông ấy chính là tìm kiếm và diệt trừ giám mục bóng tối. Ông còn nói về vết thánh của Dòng Hồ Ô, nó có tác dụng trừ quỷ. Dòng Hồ Ô không phải không tin Chúa, anh chỉ là hận, vì yêu càng sâu hận càng nhiều. Điều này chứng tỏ trong lòng anh vẫn luôn tin vào Chúa. Trong lúc Dòng Hồ Ô chuẩn bị lấy xe về nhà, giám mục bóng tối lại giả làm một mục sư nói với Dòng Hồ Ô rằng bản thân cũng có vết thánh. Sau mỗi lần diệt quỷ, vết thương lại càng lớn thêm, cho đến khi tàn phế, cha xứ mới thật sự là quỷ. Ngày hôm sau, giám mục bóng tối đến tu đạo viện tìm một cậu bé, sau đó nhập vào cậu bé đó. Ngay sau đó, chuyện cậu bé bị quỷ nhập truyền đến tai cha xứ. Ông gọi diện cho Dòng Hồ Ô. Nhưng sau khi Dòng Hồ Ô nghe giám mục bóng tối nói chuyện thì vô cùng do dự, thế nên không nghe điện thoại. Anh không biết nên tin ai, vì thế cha xứ chỉ có thể tự mình đi diệt quỷ. Nhưng trên người cậu bé không chỉ có một con ác quỷ. Sau khi diệt được một con thì con kia lại xuất hiện. Sau mấy lần làm nghi thức, cha xứ đã hết sức lực. Con quỷ thấy vậy lập tức đẩy cha xứ xuống đất, đập ông hết lần này đến lần khác. Cha xứ bị đánh đến ngất. Tu nữ lấy ra chữ thập ở bên cạnh giơ lên cậu bé. Ai ngờ cậu bé lập tức bò lên trần nhà, sau đó nhảy lên người tu nữ, vừa hét lớn vừa bóp cổ cô. Trong lúc quan trọng, Dòng Hồ Ô kịp thời xuất hiện. Anh dùng vết thánh của mình cộng thêm nước thánh diệt trừ con quỷ. Hóa ra Dòng Hồ Ô nhớ lại lúc cha xứ diệt quỷ, thấy ông ấy không hề giống người xấu, thế nên anh vẫn chọn tin tưởng ông. Buổi tối, giám mục bóng tối không cam tâm, hắn ta khống chế một con chó sói đi vào bệnh viện giết chết cậu bé, dùng linh hồn của cậu đổi lấy một chiếc răng độc. Dòng Hồ Ô và cha xứ nhận được tin tức liền đến bệnh viện. Trong lúc cha xứ đang cầu nguyện cho cậu bé thì đèn bỗng nhấp nháy, giám mục bóng tối hiện thân dụ dỗ Dòng Hồ Ô, sau đó lợi dụng ảo giác phân tán sự chú ý của cha xứ. Khi Dòng Hồ Ô phản ứng lại mới phát hiện cha xứ đã bị giám mục ta bắt được. Hắn ta đang cầm răng độc ấn lên cổ của cha xứ. Hắn dùng tính mạng của cha xứ uy hiếp Dòng Hồ Ô xóa bỏ vết thánh và thề sẽ không tham gia diệt quỷ nữa. Lúc Dòng Hồ Ô đang chuẩn bị đáp ứng, không ngờ cha xứ chủ động đâm răng độc, chất độc nhanh chóng xâm nhập cơ thể. Giám mục bóng tối thấy không ổn lập tức chạy trốn. Sau đó Dòng Hồ Ô đưa cha xứ về nhà thờ. Trong lúc cha xứ trẻ đang chữa trị cho ông, Dòng Hồ Ô đến trước mặt Chúa. Anh ấy trách cứ hỏi,
tại sao lại nhắm mắt làm ngơ khi những người vô tội chết? Bố anh ấy năm đó cũng vậy, cha xứ bây giờ cũng thế. Thôi bỏ đi. Tôi sẽ cứu ông ấy, vì báo thù cho cha xứ. Dòng hô ô mặc áo cha xứ và mang theo nước thánh, cùng với chiếc nhẫn cha xứ đưa anh trước lúc đi. Dòng hô ô lái xe máy đến sào huyệt của giám mục bóng tối, bên trong đợi anh là rất nhiều quỷ dữ. Dòng hô ô trực tiếp đi vào, là một võ sĩ đẳng cấp, anh không cần đọc kinh thánh. Chỉ cần dùng nắm đấm của mình, đã có thể đánh bại tất cả đám quỷ. Những tên này căn bản không phải đối thủ của anh, từng tên một bị hạ gục trước mặt dòng hô ô. Giám mục dùng răng độc đâm vào tim, hắn muốn hiến cho hồ hiến tế để đổi lấy sức mạnh to lớn. Sau khi hắn leo lên, thì đã biến thành một con quái vật, hai tay có móng vuốt sắc nhọn. Giờ hắn không sợ nước thánh cũng không sợ vết thánh, đến cả xương cốt cũng trở nên vô cùng cứng cáp. Trong lúc chiến đấu, dòng hô ô bị giám mục bóng tối dùng hàm răng sắc nhọn cắn, chất độc nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể. Trong lúc đó, anh lại đến thế giới âm. Dòng hô ô nhìn thấy bố trong bóng đêm, lần này anh cũng hoàn thành được nguyện vọng bao năm. Dòng hô ô ôm bố nói tạm biệt, người bố cũng truyền sức mạnh của chúa cho anh. Dòng hô ô mở mắt, không những chất độc đã được loại bỏ, mà đến cả tay phải của anh cũng mạnh mẽ hơn, biến thành một nắm đấm lửa, sức chiến đấu tăng mạnh mẽ. Cuối cùng, dòng hô ô nắm lấy chiếc nhẫn của cha xứ, một quyền đánh ngã giám mục bóng tối. Hơn nữa còn nhổ bỏ chiếc răng độc trong cơ thể hắn, sau đó thiêu đốt nó. Lúc này, có hàng vạn cánh tay biến thành quái vật, lôi theo giám mục bóng tối xuống hồ nước. Xong việc dòng hô ô nhanh chóng về nhà thờ, cha xứ đã hồi phục lại bình thường, hai người ôm nhau thật chặt. Bây giờ họ đã có tình cảm không khác gì cha con. Từ đó, dòng hô ô đi cùng cha xứ tiếp tục diệt quỷ. Vi, hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ thích Vi và bình luận nhé. Tôi sẽ cùng các bạn xem phim.